Gia O là xã vùng biên nằm về phía tây bắc của tỉnh Gia Lai và cách trung tâm huyện Giác Rai 40 km. Xã có diện tích rộng, dân cư phát triển phần lớn dựa vào nông nghiệp và cây công nghiệp, chủ lực là các loại cây trồng như cao su, cà phê, cây ăn quả. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn xã Gia O đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục vận động kết hợp với kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ trên các lĩnh vực của quần chúng nhân dân, nên tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, chưa tạo được sự chuyển biến đồng đều về nhận thức, hoạt động tội phạm ma túy vẫn còn diễn ra. Trong những năm gần đây, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ. Xã biên giới Gia O là địa bàn biên giới của huyện Gia Gật Rai. Đây là địa bàn hết sức là quan trọng, là cái phên dậu của huyện nói riêng và của Tổ quốc nói chung. Chính vì vậy cho nên làm sạch ma túy ở xã biên giới sẽ góp phần làm cho cuộc sống của người dân sẽ ấm no hơn, hạnh phúc hơn và phát triển, đảm bảo để phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Tại buổi lễ, đại diện Bộ đội Biên phòng, cấp ủy chính quyền địa phương đã ký cam kết xây dựng xã biên giới Gia O sạch về ma túy. Theo đó, quá trình xây dựng xã điểm phải gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư, triển khai các đợt tấn công, truy quét, không để hình thành các ổ nhóm đường dây buôn bán ma túy. Các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng chủ động nắm tình hình, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát tại địa bàn trọng điểm, phát động phong trào toàn dân phát hiện tố giác tội phạm. Cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng xã Gia O sạch về ma túy, thực hiện có hiệu quả phong trào 5-0, không thử, không giữ, không dùng, không buôn bán, vận chuyển và không tàng trữ trái phép chất ma túy và 4 có ý thức cảnh giác phòng ngừa ma túy, có quyết tâm quản lý giáo dục chữa trị cho bản thân và con em nghiện ma túy, có tinh thần phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, có tình thương và lòng vị tha với người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện cái nghị quyết 669 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng xuyên suốt trong nhiều năm qua và kế hoạch 26 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng tôi là triển khai đồng loạt phối hợp với lực lượng công an trong triển khai xã biên giới sạch về ma túy, trong đó là thực hiện cái phương pháp là phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, trong đó là lực lượng biên phòng và công an chủ trì nòng cốt. Bên cạnh đấy là có cả hệ thống chính trị vào cuộc và quần chúng nhân dân là cơ bản, mỗi người dân là một pháo đài trong cái mặt trận phòng ngừa đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy. Thế thì chúng tôi đã triển khai điểm từ điểm đến diện trên địa bàn các xã biên giới, làm sao là để là các hoạt động đấy người dân được tiếp thu về cái sự tác hại về của ma túy và cái tệ nạn của ma túy, và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương các xã biên giới triển khai đồng loạt trong cái việc tuyên truyền xã biên giới sạch về ma túy, và đồng thời là cùng với người dân tham gia cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cái chương trình cuối năm 2023 và tiến tới trong năm 2024, thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ và kết hợp trong cái triển khai nghiệp vụ và kết hợp lồng ghép tuyên truyền để là quân chúng cùng với lực lượng chức năng vào cuộc để phòng ngừa rồi đấu tranh triệt phá và không để cho cái tệ nạn ma túy và cái hoạt động của tội phạm ma túy xâm nhập vào trên địa bàn cũng như vào trong cái người dân trên địa bàn khu vực biên giới. Cũng tại buổi lễ phát động xây dựng điểm xã sạch về ma túy, các hoạt động tuyên truyền mang thông điệp hãy tránh xa ma túy đã được đội tuyên truyền văn hóa cơ sở, phòng chính trị, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chuyển tải đến bà con thông qua nhiều hình thức như hát kịch và trình chiếu clip đốt hình nộm tượng trưng. Các đơn vị lực lượng tham gia buổi lễ cùng đại diện các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân còn cùng nhau diễu hành tuyên truyền về tác hại của ma túy tại nhiều thôn làng trên địa bàn xã Gia O. Cũng theo kế hoạch của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, sau xã Gia Mơ, huyện Chư Rông và xã Gia O, huyện Giác Rai, thì hoạt động xây dựng điểm xã sạch về ma túy sẽ
sẽ tiếp tục được triển khai tại các xã trên biên giới trong thời gian tới.